Cô xin chào tất cả các em học sinh khối 7 trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bé. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu văn bản Bạn đến chơi nhà của tác giả Nguyễn Khuyến. Để học tốt tiết học này, các em hãy chuẩn bị vở bài học, bút và giở sách giáo khoa trang 104, ghi bài mới vào vở bài học. Cô xin giới thiệu đôi nét về bài học ngày hôm nay. Các em ạ, tình bạn là tình cảm sâu sắc và không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi người. Có rất nhiều tác phẩm văn xuôi cũng như thơ nói về tình bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một trong những bài thơ có thể nói là đặc sắc về đề tài này. Đó là bài Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến. Bài thơ này được coi là một trong những bài thơ hay nhất của Nguyễn Khuyến nói riêng và của thơ nôm văn học Việt Nam nói chung. Các em ghi cho cô chủ đề tình bạn, tiết 31, văn bản Bạn đến chơi nhà. Chúng ta đi vào nội dung thứ nhất. Một La Mã đọc hiểu chú thích. Một nhỏ tác giả. Về tác giả Nguyễn Khuyến thì trong sách giáo khoa trang 104, 105 đã chú thích rất rõ. Cô xin giới thiệu với các em, đây là chân dung nhà thơ Nguyễn Khuyến. Nguyễn Khuyến sinh năm 1835, mất năm 1909. Lúc nhỏ tên là Thắng, quê ở thôn Vị Hạ, xã Yên Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Thuở nhỏ nhà nghèo nhưng thông minh học giỏi. Sau đó đi thi, đỗ đầu cả ba kỳ, Hương, Hội, Đình. Do đó có tên là Tam Nguyên Yên Đổ. Nguyễn Khuyến làm quan khoảng 10 năm. Khi thực dân Pháp đánh chiếm xong Bắc Bộ, ông cáo quan về ở ẩn. Nguyễn Khuyến là nhà thơ lớn của dân tộc. Ông là người tài năng, có tấm lòng yêu nước, thương dân. Ông được mệnh danh là nhà thơ của quê hương, của làng cảnh Việt Nam. Bởi vì ông hòa mình cùng người dân nghèo chân lấm tay bùn. Ông viết bằng tấm chân tình của người nông dân, của người lao động đang ngày ngày miệt mài với đồng áng. Nguyễn Khuyến sống đời sống của người nông dân quê ông và ông viết về cuộc đời họ. Thơ ca của ông chủ yếu được sáng tác vào giai đoạn sau ngày cáo quan về sống ở Yên Đổ. Tác phẩm chính nổi tiếng nhất là bài thơ Bạn đến chơi nhà, Khóc Dương Khuê và Chùm thơ Thu, gồm 3 bài thơ Thu Điếu, Thu Ẩm và Thu Vịnh. Hai nhỏ tác phẩm. A nhỏ hoàn cảnh sáng tác. Bài thơ Bạn đến chơi nhà được sáng tác trong thời gian tác giả cáo quan về quê sống ở Yên Đổ. Đó là vào khoảng những năm 80 của thế kỷ 19, khi thực dân Pháp kéo quân ra Bắc đánh chiếm. Chúng muốn hợp tác với triều Nguyễn. Nguyễn Khuyến không muốn làm tay sai cho giặc nên đã từ quan về quê. Và trong thời gian này, ông đã sáng tác rất nhiều tác phẩm, trong đó có bài thơ Bạn đến chơi nhà. B nhỏ thể thơ. Bài thơ được sáng tác theo thể thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật. Đặc điểm của thể thơ này như sau. Bài thơ có 8 câu, mỗi câu có 7 chữ. Chữ cuối của các câu 1, 2, 4, 6, 8 gieo vần với nhau. Có phép đối giữa câu 3 với câu 4, câu 5 với câu 6, tức là 4 câu giữa. Có luật bằng chắc, và nếu không đúng những điều trên thì bị coi là thất luật, tức là không đúng luật. Các em quan sát bài thơ Bạn đến chơi nhà, cô sẽ hướng dẫn các em chỉ ra được đặc điểm của thể thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật như sau. Bài thơ có 8 câu, mỗi câu có 7 chữ. Chữ cuối của các câu 1, 2, 4, 6, 8 gieo vần với nhau. Như vậy trong bài thơ này, chữ nhà, xa, gà, hoa
và ta gieo vần với nhau. Các em có thể gạch trong sách giáo khoa. Có phép đối giữa câu 3 với câu 4, câu 5 với câu 6. Trong bài thơ này, chúng ta thấy phép đối ở đây là ao sâu nước cả đối với vườn rộng rào thưa, khôn trải cá đối với khó đuổi gà, cải chừa ra cây đối với bầu vừa rụng rốn, cà mới nụ đối với mướp đương hoa. C. Phương thức biểu đạt chính. Phương thức biểu đạt chính của bài thơ này là biểu cảm. D. Từ khó. Các em chú ý cho cô các từ khó sau. Nước cả có nghĩa là nước đầy, nước lớn. Khôn nghĩa là không thể, khó. Chửa nghĩa là chưa. Rốn nghĩa là cuống hoa. E. Kết cấu bố cục. Cấu trúc của một bài thơ Thất ngôn bát cú đường luật gồm có 4 phần: đề, thực, luận, kết. Phần đề câu 1-2, phần thực câu 3-4, phần luận câu 5-6 và phần kết là câu 7-8. Nhưng nếu chia bố cục bài thơ này theo nội dung thì chúng ta có thể chia làm 3 phần theo kết cấu 1-6-1. Các em quan sát bài thơ, cô hướng dẫn các em chia bố cục bài thơ như sau. Phần 1, câu thơ thứ nhất, nội dung chính, cảm xúc khi bạn đến chơi nhà. Phần 2, 6 câu thơ tiếp theo, từ câu 2 đến câu 7, nội dung chính, hoàn cảnh khi bạn đến thăm. Phần 3 là câu kết, nội dung chính, cảm xúc về tình bạn. Như vậy chúng ta thấy, làm theo thể thơ Thất ngôn bát cú, nhưng ở đây Nguyễn Khuyến đã không tuân theo bố cục chặt chẽ của thể thơ này, mà ông chủ yếu diễn tả tình cảm chân thành của mình với bạn. Tình cảm chân thành ấy bắt đầu ngay từ câu đầu tiên. Đó cũng là cách sáng tạo của Nguyễn Khuyến trong việc Việt hóa thơ đường. Vậy thì bài thơ Bạn đến chơi nhà có gì giống và khác về mặt hình thức so với bài thơ Qua đèo ngang mà chúng ta đã được học? Chúng ta thấy là hai bài thơ này có đặc điểm giống nhau về số câu, số chữ, cách hiệp vần, hiệp thanh và hiệp ý. Nhưng hai bài thơ khác nhau ở chỗ, nó ở bài thơ này đã phá bỏ ràng buộc về bố cục 2-2-2-2, tức là đề, thực, luận, kết. Để tạo ra một kết cấu mới độc đáo với 3 phần 1-6-1. Đó là những ý cần nhớ trong phần đọc hiểu chú thích. Bây giờ chúng ta sang phần 2 La Mã, đọc hiểu văn bản. Cô hướng dẫn các em đọc bài thơ này với giọng nhẹ nhàng, dí dỏm, nhịp 4-3, 2-2-3. Các em quan sát bài thơ, lắng nghe cô đọc mẫu nhé. Bạn đến chơi nhà, đã bấy lâu nay bác tới nhà. Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa, ao sâu nước cả, khôn trải cá, vườn rộng rào thưa khó đuổi gà, cải chừa ra cây cà mới nụ, bầu vừa rụng rốn mướp đương hoa, đầu trò tiếp khách trầu không có, bác đến chơi đây ta với ta. Hồi nãy chúng ta đã chia bố cục bài thơ thành 3 phần. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài thơ theo cái bố cục đó. Chúng ta đi tìm hiểu phần thứ nhất, một nhỏ, cảm xúc khi bạn đến chơi nhà. Câu 1. Đã bấy lâu nay, bác tới nhà. Cụm từ đã bấy lâu nay cho chúng ta biết
Về thời gian đã lâu lắm rồi, tác giả không được gặp bạn của mình. Cách xưng hô bác. Đây là một danh từ chỉ người, được dùng như đại từ. Đây là cách xưng hô của người miền Bắc khi có khách từ độ tuổi trung niên trở lên đến nhà chơi. Lâu lắm mới thấy bác ghé nhà tôi chơi, quý hóa quá. Với giọng điệu vồn vã, chân thành, cởi mở, câu thơ thứ nhất như một lời chào, thể hiện thái độ niềm nở, sự xúc động khi bạn đến thăm. Vậy thì theo em, tại sao nhà thơ lại vui mừng khi có bạn đến thăm? À, đó là vì thời gian này, Nguyễn Khuyến đã cáo quan về ở ẩn. Tuổi già, sống ẩn dật nơi thôn dã, ít giao du bạn bè, nên ông rất vui, rất mừng khi có bạn đến thăm. Có thể nói, câu thơ như một lời chào hồ hởi, thân mật, vừa bộc lộ nỗi vui bất ngờ, vừa tỏ ý trân trọng, quý mến bạn. Đã bấy lâu nay, có nghĩa là một thời gian dài, nhà thơ không được gặp bạn. Giờ đây có dịp gặp nhau, làm sao mà không xúc động, không vui mừng cho được. Từ lúc cáo quan về vui sống với cảnh điền viên, ông chỉ biết lấy thiên nhiên làm bạn. Trái tim ông đã gửi trọn cho đất nước quê hương, nên tâm hồn ông luôn khắc khoải, u hoài. Trong những giây phút ấy, ai mà không muốn có một người bạn để tâm sự, để an ủi. Và người bạn đó đã đến với ông, còn nỗi vui mừng nào hơn. Như vậy chúng ta thấy câu nhập đề rất tự nhiên, như một lời nói mộc mạc, như một tiếng reo vui. Nó thể hiện sự chân tình, niềm xúc động của tác giả khi bạn đến chơi nhà. Chúng ta tìm hiểu sang phần thứ hai, hai nhỏ, hoàn cảnh khi bạn đến thăm. Vậy thì nếu em là Nguyễn Khuyến, với tình cảm như vậy, em sẽ tiếp đãi bạn như thế nào? Chắc chắn em sẽ tiếp đãi bạn thật nồng hậu. Còn Nguyễn Khuyến có tiếp đãi bạn như vậy không? Chúng ta cùng tìm hiểu 6 câu thơ tiếp theo. Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa, ao sâu nước cả, khôn trài cá, vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà. Cải chừa ra cây, cà mới nụ, bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa. Đầu trò tiếp khách, trầu không có. Rồi các em quan sát bài thơ, chúng ta thấy hoàn cảnh nhà thơ như thế nào khi bạn đến thăm nhé. À, khi bạn đến chơi, muốn có cái gì đó để tiếp đãi bạn, nhưng mà trẻ thì đi vắng, không có người để sai bảo, chợ thì lại ở xa, không đi chợ được. Thế là không có món cao sang để tiếp bạn rồi. Thôi thì tiếp bằng cây nhà lá vườn vậy. Vậy thì chúng ta quan sát các hình ảnh sau, xem vườn nhà Nguyễn Khuyến có những gì nhé. Đây là hình ảnh những luống cải, người ta vừa mới gieo hạt, nó chưa mọc thành cây. Còn đây là hình ảnh cây cà trong vườn nhà Nguyễn Khuyến, chỉ mới ra nụ. Còn đây là hình ảnh quả bầu vừa rụng rốn, còn rất là nhỏ. Còn đây là hình ảnh dàn mướp, chỉ mới đương ra hoa. Và đây là hình ảnh lá trầu không. Như vậy chúng ta thấy khi bạn đến nhà chơi, nhà tác giả có cá, nhưng mà ao sâu nước cả, khó đánh bắt. Có gà, nhưng mà vườn lại rộng, rào lại thưa, khó đuổi. Có rau, nhưng mà cải chừa ra cây, tức là chưa mọc thành cây, nó chỉ mới gieo hạt thôi. Có cà thì cà chỉ mới nụ. Có bầu thì bầu vừa rụng rốn. Có mướp lại mướp mới chỉ đương ra hoa. Tất cả còn non, chưa ăn được. Và ngay cả miếng trầu cũng không có. Vậy thì theo em, có phải thực sự hoàn cảnh của nhà thơ thiếu thốn đến như vậy không? Nhận xét về 6 câu thơ này, có 2 ý kiến. 1.
Nguyễn Khuyến không có gì để tiếp bạn vì gia cảnh ông rất nghèo. 2. Tác giả nói quá lên cho vui về cuộc sống thanh bạch của mình. Vậy thì em đồng ý với ý kiến nào và vì sao? À, ở đây các bạn thấy là tác giả như muốn đùa bằng cách cố dựng lên một hoàn cảnh hoàn toàn không có một thứ vật chất gì để đãi bạn khi bạn đến chơi. Lâu ngày bạn mới đến chơi mà không có trẻ ở nhà để sai bảo, không gần chợ để mua sắm thứ này thứ khác, không chài lưới được cá vì ao quá sâu, không bắt được gà vì vườn quá rộng lại rào thưa, không có cải vì cải chữa ra cây, không có cà vì cà mới nụ, không có bầu vì bầu vừa rụng rốn, không có mướp vì mướp đương hoa, và kể cả miếng trầu tiếp khách cũng không có nốt. Vậy thì nghệ thuật đặc sắc trong 6 câu thơ trên là gì nào? Về nghệ thuật, tác giả đã sử dụng phép đối, liệt kê, nói quá, từ ngữ dân gian, mộc mạc. Qua đó, chúng ta thấy hoàn cảnh nhà tác giả không có gì để tiếp đãi bạn, từ đó tạo nên tiếng cười vui vẻ, dí dỏm. Và nó thể hiện được cuộc sống thanh bạch, giản dị của tác giả, từ đó làm nổi bật tình bạn đẹp ở câu cuối. Chúng ta tìm hiểu sang đến phần thứ 3, cảm xúc về tình bạn. Câu 8. Bác đến chơi đây, ta với ta. Bác thể hiện sự trìu mến, kính trọng. Cụm từ ta với ta chỉ Nguyễn Khuyến và bạn của mình. Câu thơ cho chúng ta thấy tình bạn gắn bó keo sơn, trong sáng, chân thành, vượt lên trên mọi vật chất tầm thường. Trong một bài thơ có nhiều câu, mỗi câu là một ý, nhưng không phải ý câu nào cũng có vai trò như nhau. Có câu có ý đóng vai trò quyết định giá trị của bài thơ. Câu cuối trong bài thơ Bạn đến chơi nhà là như thế. Nó là câu thơ có vai trò quyết định trong việc bộc lộ tình cảm của Nguyễn Khuyến với bạn mình. Tình bạn ở đây là trên hết. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu xong bài thơ Bạn đến chơi nhà. Bây giờ chúng ta sang phần ba la mã tổng kết. Các em nhìn vào trong khung ghi nhớ sách giáo khoa trang 105. Các em nhớ cho cô, về nghệ thuật thì bài thơ được sáng tác theo thể thơ Thất ngôn bát cú đường luật sáng tạo. Tình huống thơ đặc biệt, bất ngờ. Ngôn ngữ thì mộc mạc, tự nhiên. Giọng thơ hóm hỉnh, đùa vui. Về nội dung, bài thơ ca ngợi tình bạn chân thành, thắm thiết, đậm đà, mộc mạc và tràn đầy niềm vui dân dã của tác giả. Chúng ta sang phần 4 la mã luyện tập. Cô hướng dẫn các em trả lời câu 1B trong sách giáo khoa trang 106. So sánh cụm từ ta với ta trong bài Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến với cụm từ ta với ta trong bài Qua đèo ngang của bà Huyện Thanh Quan. Chúng ta thấy là cụm từ ta với ta trong bài Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến chỉ nhà thơ và bạn của mình. Còn cụm từ ta với ta trong bài Qua đèo ngang chỉ một mình tác giả đối diện với chính mình. Bài học xin được dừng lại ở đây. Về nhà, các em sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ, châm ngôn nói về tình bạn và học thuộc lòng bài thơ cho cô nhé. Cô xin chào tất cả các em.